Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ dàn sau xe ba bánh dành cho những cái người yếu chân, người già và những ai thích đi xe ba bánh. Đây là một cái bộ dàn lắp cho xe máy, nó phù hợp với các loại xe số đều lắp được hết. Một số cái dòng xe Yamaha, là Jupiter, Sirius thì cái việc gắn hộp số thì nó hơi căng một tí, nhưng nói chung cố là vẫn làm được. Còn những cái dòng Wayrim thì nắp rất là dễ. Bộ này thì là một bộ được trang bị phanh dầu và dây thắng thì rất là dài. Dây thắng là trang bị cho các bạn là cái phanh tay trái, và nó có khóa đây này. Khóa này là khóa chống trôi xe, khi mà mình bóp phanh thì mình kéo lấy vào thì nó sẽ chống trôi. Dây dầu là dài 1,5 m thì chắc là cho các loại xe thì đều thừa hết chứ không sợ thiếu. Đây là bộ các đăng lối. Nắp lên xe thì nó cũng khá là dễ thôi, thì chỉ cần tháo bỏ cái càng trước rồi đóng vào cái lỗ này. Lỗ này là lỗ 12 đấy. Thì cái khoảng cách rộng ở đây ấy, thì nhiều khi nó rộng hơn một chút thì chúng ta về nhà chúng ta sẽ thêm nong đen vào cho nó đủ, hoặc là nó hẹp quá thì mình cắt cái này đi, mình căn chỉnh lại. Thì khi bán thì bên em sẽ tháo rời hết cái khung này ra, về khách hàng lắp lại như cũ. Còn đây là phanh dầu, phanh đĩa đây. Đặc biệt cái bộ này thì nó khác với những cái bộ trước kia. Bộ này thì sử dụng lốp Ablet. Đây, lốp Ablet là lốp 90/90-14. Tại sao lại sử dụng cái loại lốp lớn hơn, đường kính lớn hơn? Thì đối với cái loại mà chạy cái lốp 12 ấy, thì nó dư vòng tua, cho nên là khi các bạn chạy xe máy thì thường nó có hiện tượng bị gầm máy. Thì đợt này thì em trang bị cho các bạn là cái lốp Ablet. Nhưng mà xin nói rõ ở cái bộ này nhé, bộ này là lốp bãi nhé, chứ không phải lốp mới. Lốp bãi thì bên em cho thôi. Đấy, nếu khách hàng lấy cái bộ này thì không tính tiền lốp, lốp là cho khách hàng, chỉ tính tiền la răng và tính tiền xăm thôi. Đấy, thì khách hàng nào thích lắp lốp mới ấy, thì về nhà ra hàng xe máy ấy, tự mua thêm lắp vào. Đấy, còn bộ này em lắp mẫu và để cho cái giá thành ban đầu cho khách hàng chạy thử cho nó rẻ, thì bên em tặng cho khách hàng cái đôi lốp bãi này. Nói là tặng thì nghe nó to tát quá, bởi vì thực ra cái lốp này em cũng mua lại ở hàng xe máy cũng không đáng bao nhiêu tiền cả, 10-20 nghìn một đôi ấy mà. Đấy, thì em cũng không tính tiền, chỉ tính tiền thiết bị khác thôi. Riêng xăm lốp là không tính tiền nhá. Đây là chắn bùn này. Đấy, thì cái lốp này nó có đường kính lớn hơn. Đường kính của cái bánh này nó tương đương với cái đường kính của bánh xe máy, cho nên là nó sẽ đồng tốc hơn. Vì vậy khi chạy thì nó sẽ êm hơn rất nhiều so với cái loại bánh 12. Phanh dầu thì khỏi chê rồi, phanh dầu thì rất an rồi, thì không nói. Đây là cái phần nắp trục các đăng. Đấy, nó trục các đăng vào đây. Đây là cái số lùi này. Số lùi này thì khách hàng về nhà thì cũng lắp cũng dễ thôi, vì có nhiều video hướng dẫn rồi đấy. Đây. Đấy, rất là dễ lắp thôi. Đây, thường thường là mình lắp lên xe máy thì các bạn đo ở trên cái đầu cốt xe máy của mình ấy. Cái lỗ này lỗ 17, lỗ 19 thì mình mua nó sẽ chuẩn hơn. Đây là bộ khớp các đăng này, có cả ống lối đây này. Về mình làm nó cũng khá là dễ dãi thôi. Cái việc duy nhất của các bạn phải làm ở cái xe này đấy là phải căn chỉnh lại cái ống bô và gá đặt cái giảm sóc với lại cái chắn bùn. Còn lại là khung sườn thì cũng tương đối là chuẩn rồi. Có thể đánh giá bộ này là hoàn chỉnh đến 90% rồi.
Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo mới nhất khi có video vừa mới đăng lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chi tiết giá thành sản phẩm em để dưới phần mô tả. Các bạn xem và xem giá ở mục dưới.